Xuất hiện cùng Kim Lý tại buổi ra mắt phim tài liệu mang tên Rồi Một Ngày Hà Nói Về Tình Yêu, Hồ Ngọc Hà gây chú ý với vóc dáng thon thả sau hơn một tháng sinh con. Đây là bộ phim khiến cho nữ ca sĩ đang xen nhiều cảm xúc như bất ngờ, hạnh phúc, trân trọng. Bởi ekip đã âm thầm ghi lại khoảng thời gian cô mang thai song song với quá trình thực hiện dự án âm nhạc Love Song 2020. Trong đó, khán giả sẽ cảm nhận về muôn mặt tình yêu không đơn thuần ở tình yêu đôi lứa mà còn là tình yêu dành cho gia đình, âm nhạc, cuộc sống và kể cả chính bản thân mình. Tuy nhiên, để có được những thước phim chân thật và đáng giá, Hồ Ngọc Hà thừa nhận cô từng nhiều lần cảm thấy khó chịu khi bị quay hình lúc đang mang bầu vì cơ thể nặng nề, đi lại mệt nhọc. Khi mà coi xong thì lúc nào Hà cũng ước gì Hà sẽ đỡ mệt, lúc đó không có mệt lắm để có thể chia sẻ được nhiều hơn với khán giả, cũng như là quay được những khoảnh khắc đắt giá hơn nữa. Bởi vì trong 9 tháng qua thì Hà cũng đã trải qua được rất là nhiều những cái cung bậc cảm xúc khác nhau. Mà Hà tin chắc là khán giả của Hà nói riêng, họ sẽ luôn luôn muốn được nhìn thấy những khoảnh khắc đấy, bởi vì những lúc đấy thì là những lúc mà Hà nhất, thay vì ở trên sân khấu. Đặc biệt, hình ảnh Hồ Ngọc Hà hạnh phúc bên bạn đời Kim Lý ở cuối phim tài liệu càng làm cho nhiều người thêm mong chờ vào một đám cưới viên mãn của bộ đôi này. Trước đó, Kim Lý đã có màn cầu hôn xúc động với Hồ Ngọc Hà ngay tại bệnh viện. Rồi Một Ngày Hà Nói Về Tình Yêu bắt đầu lên sóng vào tối ngày 16 tháng 12 năm 2020 trên một nền tảng xem phim trực tuyến của Việt Nam.